Sống lời Chúa, thứ ba ngày mùng 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 1 câu 1 đến 16, câu 18 đến 23. Hôm nay giáo hội mừng lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Sự hiện hữu của mẹ Maria nằm trong kế hoạch muôn đời của Thiên Chúa. Ngày mẹ sinh ra là ngày khởi đầu của ơn cứu độ. Tin mừng hôm nay trình thuật về sách gia phả của Đức Giêsu Kitô, một gia phả của đức tin và ân sủng. Gia phả được kết dệt từ một lịch sử đầy u ám tội lỗi, thất bại, và cũng là lịch sử của tình yêu, lòng thương xót Chúa. Chính vì một lịch sử ấy mà mẹ Maria đã sinh ra. Mẹ được sinh ra là để chuẩn bị làm mẹ đấng cứu thế, để cứu mang Chúa Giêsu đến cứu độ chúng ta. Và ngày sinh nhật của mẹ đã được đặt vào mầu nhiệm nhập thể. Mẹ như sao mai dẫn lối đưa đường, mẹ chính là hừng đông, là ánh bình minh, báo trước mặt trời công chính là Đức Giêsu. Trình thuật về gia phả Đức Giêsu Kitô kể lại một việc vô cùng lớn lao. Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria một thù tạo tuyệt vời, nhưng chỉ coi mình là nữ tỳ hèn mọn được Chúa đói thương nhìn tới. Trong tình yêu mến, mẹ luôn xin vâng phó thác để tình yêu Chúa chiếm đoạt, để Thiên Chúa thực hiện thánh ý và chúc phúc cho mẹ. Hôm nay lễ sinh nhật mẹ, mẹ Chúa Giêsu và là mẹ của chúng ta, xin mẹ dạy chúng ta biết sống tình con thảo, luôn tín thác vào chương trình của Chúa và mở lòng để chương trình cứu độ được thực hiện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.